Một sản phẩm mới được ra mắt đầu năm 2024 của nhà Yonex, tiếp nối người đàn anh Atronic Tech nhưng ở dạng nhẹ nhàng hơn, được kết hợp DNA của Nanoflare, không ai khác. Nanoflare Next Tech. Về ngoại hình, cây vợt sở hữu trên mình lớp sơn lì cùng tông màu chủ đạo là màu trắng, nổi bật với các hoa văn đẹp mắt trên nền tảng trắng mờ, thể hiện sự tinh tế của tương lai. Về thông số kỹ thuật, khi cây vợt chưa lên dây, mình đo cây vợt có trọng lượng là 85,6g, điểm cân bằng 295mm, điểm số quỳnh 84kg trên cm². Cây vợt cho sức căng tối đa là 28 lbf khoảng 12,5 cân. Và cây vợt có cái đũa trợ lực cho người chơi nha mọi người. Về công nghệ, mặc dù cây vợt mức giá tầm trung nhưng cây vợt vẫn sở hữu những công nghệ cao cấp của nhà Yonex. Công nghệ Sonic Flare System, công nghệ HT Graphite, công nghệ Nano Cell Nail, công nghệ Super Slim Sharp. Các công nghệ này kết hợp tạo cảm giác khi tiếp xúc cầu nhẹ nhàng hơn, tăng cường lực đẩy và tạo điều kiện cho các pha tấn công chớp nhoáng và đầy phấn khích. Và tất nhiên rồi, nắp chụp cán cầm của cây vợt Nanoflare Next Tech vẫn là EVK Plus mọi người nhé. Thông qua phần thông số kỹ thuật thì mình đánh giá nhanh, cây vợt Nanoflare Next Tech sẽ là một cây vợt công thủ toàn diện, phù hợp với nhiều người chơi cả nam và nữ bởi cây vợt có một cái đũa trợ lực cho người chơi rất là tốt. Còn video ra sân trải nghiệm thực tế, các bạn hãy chờ đón vào video sau nhé. À, quên mất, cây vợt hiện đã có mặt tại MB Shop với mức giá 1.650.000 mọi người nhá. 1.650.000, các bạn được tặng dây căng theo yêu cầu, tặng quần cán và bảo hành 3 tháng của nhà sản xuất. MB Shop, bán vợt vì đam mê.